chào các bạn nha. Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Chị bây giờ là 10 tô như vậy là bao nhiêu tiền chị? 15 ngàn. Dạ, nếu mà có hộp vịt lộn. Có hộp vịt lộn là hộp vịt 6 ngàn nữa, ai ăn thêm thì để thêm. Dạ. Nếu mà bánh canh tép 15 ngàn đó nè. Còn dạ, một cái hộp vịt lộn 6 ngàn. Là tô bánh canh nếu mà có hộp vịt lộn 21 ngàn. Cái sợi bánh canh ở đây nó nhỏ ấy. Rồi. Ở đây thì họ ăn bánh canh là đặt cái hộp vịt lộn thẳng vô tô luôn cả nhà. Đổ cái nước đổ vô trong cái tô bánh canh luôn đó. Hết là 25 ngàn không? Thì cái tô bánh canh nó rất là ngọt. Một tô như vậy là 21 ngàn này, chị nói 21 ngàn. Có hộp vịt luôn là 21 ngàn. Dạ. Còn không thì chỉ có 15 ngàn thôi, còn giá rất là rẻ. Để đâu anh? Để đâu anh thấy không? Tô bánh thêm. Ba bọc cho cậu. Dịp đi về Hoài Sơn, An Giang thì mình ghé thưởng thức cái bánh canh tép với hộp vịt lộn, một món ăn rất là độc đáo ở thị trấn núi Sập, huyện Hoài Sơn của tỉnh An Giang này nha. Bánh canh ăn với hộp vịt lộn, nói chung là thường thường thì bánh canh thì chỗ nào cũng có, hộp vịt lộn chỗ nào cũng có, nhưng mà ở đây người ta kết hợp hai cái món này lại với nhau thì nó rất là độc đáo. Cái nước dùng nó rất là ngọt, nếu mà có dịp mọi người nên ăn thử, không có sao đâu, ăn rất là ngon. Cái món bánh canh tép nó đã lạ rồi nha, nhưng mà đây còn có bánh canh hộp vịt lộn.
Khách rất đông luôn cả nhà, khách đông dữ lắm. Chị ngày về bán 500 tô không chị? Ngày 60 cái tô vậy đó, mấy nhiêu món hoài nào hết rồi. Dạ. Thưa mấy là nước vậy chị ha? 6 nồi, 7 nồi. Bánh canh này giá bình dân cho nên khách rất là đông luôn, chỉ có 12.000 đồng thôi. Bây giờ là 12 giờ là mình bắt đầu bán rồi chị ha. 12 giờ là dạ, mình bán sớm hơn tại vì đợt trước. Từ lúc dịch bệnh tới giờ đó bán dạ. Là sớm, nặng hết sớm, dịch sớm. Bánh canh tét này thì ở trước là số 100. Cái này là 188 này chị ha. Đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngay chị bán nước sạch có này nha. 12 giờ là chị bắt đầu bán rồi. Ngay nhà thờ. Dạ. Đối diện nhà thờ núi sạch luôn. Dạ. À, đặc biệt ở đây tét thì chị bán tét đồng luôn á, đúng tét đồng luôn đúng không chị? À. Có lúc có tét đồng thì bán tét đồng, còn hết tét đồng mình bán tét biển. Dạ, tét biển hả? Dạ. Ừ. Nhìn tét ngon ghê luôn á, ăn con tét nó rất là ngọt luôn á. Đây bánh canh thì người ta cho cái hộp thịt lồn vô trong ăn luôn. Ăn rất là ngon luôn, cái nước hộp thịt lồn á nó làm cho tô bánh canh của mình nó ngọt á.
Ở đây thì ngoài cái món bánh canh hột vịt lộn rất là độc đáo thì mọi người có thể ăn hột vịt lộn không? Thì nếu mà tô bánh canh với hộp thịt lộn không là bao nhiêu tiền? Là 21 ngàn đó em. Dạ. Bánh canh là 15. Cái gọi đó là em chơi hả? Cái gọi đó là còn cái dài em biết. 15 ngàn. Là 15 ngàn. Để gì? Cái nếp dùng thì chị nấu bằng mực rồi cho nó ngọt đó nha. Mực rồi bằng tôm. Tôm khô. Dạ, rồi còn nước có tôm dưới không chị? Có, dạ. Tôm khô. Có tôm khô. Cho nên là cái nước dùng nó rất là ngọt. Đây thì cả nhà, đây là một tô bánh canh hột vịt lộn với tép. Một tô như vậy thì 24 ngàn, bánh canh xong thì có 15 ngàn thôi, còn thêm cái hột vịt lộn 6 ngàn là thành 21 ngàn đó.
Nói chung là cái món bánh canh này mọi người nên ăn thử một lần, nó rất là ngon, nước dùng rất là ngọt. Đó, đây là tép, tép này là tép đồng luôn cả nhà. Ăn con tép nó ngọt dữ lắm, cái nước dùng nó ngọt. Nóng hồi luôn á, nhìn hấp dẫn ha. Tại hồi nãy Thảo ăn mấy tô rồi, vô đói quá ăn kêu mấy tô rồi xong rồi giờ cái tô này là tô cuối cùng đó, bây giờ mới bắt đầu quay. Tại hồi nãy vô cái đói quá nữa thì rung tay rồi quán được luôn á, cho nên phải kêu ăn cái đã, kêu tô đập hai cái hùng vịt lộn luôn á, ba cái chứ, kêu hai một đợt, khi đầu kêu một cái như vậy này, sau kêu đập thêm hai cái vô trong nữa, bây giờ ăn thêm tô nữa đó. Tại vì cái tô bánh canh ở đây thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó ngon, mỗi người phải ăn hai tô mới được đó. Mọi người nếu mà có dịp đi về thị trấn núi Sập, huyện Hoài Sơn và tỉnh An Giang thì ghé thử cái bánh canh hột vịt lộn này nha cả nhà. Đây bây giờ Thảo ăn cái đặc, Thảo ăn cái phần ăn này cái đặc để chút nó nguội nóng ngon, tại vì hột vịt lộn phải ăn nóng.